Vinh xin chào các bạn. Hôm nay Vinh giới thiệu đến các bạn một dòng amulet mới. Từ trước tới giờ Vinh sưu tầm rất là nhiều dạng amulet cho các bạn, nhưng đây là lần đầu tiên Vinh giới thiệu đến các bạn cái dòng cá vàng cá bạc này. Thì cái dòng này á, lịch sử ghi nhận lại là do cố đại cao tăng Ebitim chùa Wat Pra Kao làm ra và trì chú vào BE 2548, tức là vào năm 2005 dương lịch của mình đó các bạn. Cái dòng này thì làm ra có hai dạng, một dạng là vàng, một dạng là bạc. Thực chất ở đây là cái dạng này á các bạn, là mạ vàng mạ bạc xung quanh thôi, chứ không phải là bạc nguyên khối hay là vàng nguyên khối ha. Chứ nếu mà nguyên khối thì chắc giá trị rất là cao. Hiện thời thì Vinh vẫn để giá, Vinh quay cận cận cho các bạn xem ha. Vinh có để giá trực tiếp ở trên trang fanpage của mình á, thì cá vàng hay là cá bạc gì thì Vinh cũng để cho các bạn 1,7 triệu một té ha. Còn nếu mà các bạn lấy một cặp như thế này thì Vinh để cho các bạn 3 triệu. Rẻ rẻ dữ lắm rồi đó các bạn. Cái công việc mà các bạn nào mà đang gặp vấn đề trục trặc kinh doanh rồi đó, các bạn cũng biết rồi, cái hình tượng cá là trong văn hóa nhân gian của mình là chỉ ám chỉ tài lộc đúng không các bạn? Thì các thầy có thể là mượn cái hình ảnh này để ám chỉ. Đó, khi mà các bạn thỉnh cái cặp này về thì được sự ban phước trì chú của các thầy thì công việc kinh doanh của mình sẽ được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống của mình gặp nhiều may mắn. Thì đó là ý nghĩa của cái cặp cá vàng cá bạc này. Thì cách sử dụng cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể để trong xe hơi nè, các treo trong xe đó, các bạn ở phía trước đó các bạn. Hoặc là các bạn để trong ví tiền nè, giỏ sách nè, nhất là mấy bạn nữ á, có thể để trong cái bóp, cái ví cầm tay, cái giỏ sách của mình. Các bạn nhỏ nhỏ thì hơn thì có thể để trong cái ba lô chẳng hạn đó. Còn nếu như mà các bạn nam thì có thể đeo trực tiếp trên cổ, rất là nhiều cách sử dụng, cũng dễ các bạn ha. Ngoài ra nó cũng không có phải kiêng cữ cái gì cả. Nhiều khi mà mình đeo hình Phật rồi đó thì mình còn kiêng cữ sợ phạm này phạm kia, chứ còn đeo cái này thì không có sợ cái gì cả. Quá trời đẹp các bạn ha. Vinh sưu tầm được 6 bé cá vàng cá bạc. Rồi có bất kỳ thông tin nào thêm á, các bạn có thể theo dõi ở trên website ttvamulet.com của Vinh, hoặc là xem ở trên fanpage phép thái tài lộc của Vinh cũng được. Rồi Vinh cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vinh hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau ha.